Xin chào các em, cô rất vui được gặp lại các em trong tiết học ngày hôm nay. Và ở tiết học này, cô sẽ hướng dẫn thực hành làm bài thi minh họa môn ngữ văn. Mục đích của tiết học giúp các em nắm lại những kỹ năng cơ bản khi tiếp cận một đề thi, đó là đọc đề, phân tích đề và triển khai các vấn đề một cách đầy đủ liên quan đến từng loại câu hỏi trong đề thi môn ngữ văn. Ở tiết trước, cô giáo Lê Thị Thu Thủy đã hướng dẫn các em giải đề ôn tập số 1. Và bây giờ, cô sẽ hướng dẫn các em giải đề ôn tập số 2. Cô mời các em cùng theo dõi đề ôn tập số 2. Phần 1. Đọc hiểu 3 điểm. Đọc đoạn trích. Người thành công luôn chịu trách nhiệm cho bất cứ chuyện gì xảy ra trong cuộc sống của họ. Họ tin rằng dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, họ là một phần nguyên nhân gây ra nó. Ví dụ, nếu họ thi trượt, đó là lỗi của họ. Nếu không được cha mẹ tin tưởng, đó là lỗi của họ. Nếu phải vào lớp tệ hại nhất, đó là lỗi của họ. Nếu trở thành một học sinh xuất sắc, đó cũng là nhờ nỗ lực của họ. Nhận lãnh trách nhiệm về bản thân có một sức mạnh tiềm ẩn vô cùng to lớn. Tại sao vậy? Bởi vì nếu bạn tin rằng bạn là nguyên do của mọi chuyện, bạn sẽ có khả năng thay đổi và cải thiện mọi chuyện. Nói một cách đơn giản, bạn làm chủ cuộc sống của chính bạn. Những kẻ thất bại bao giờ cũng có khuynh hướng đổ lỗi cho mọi người, ngoại trừ bản thân họ. Họ đổ thừa thầy cô giảng bài nhàm chán, đổ thừa kỳ thi quá khó, đổ thừa bạn bè làm họ sao nhãng việc học, đổ thừa cha mẹ suốt ngày cằn nhằn họ. Tệ hại hơn cả, một số học sinh còn tự lừa dối bản thân rằng mọi việc cũng không đến nỗi quá tệ, rằng môn toán của họ cũng không tệ đến thế, rằng thực chất họ học hành rất chăm chỉ, trong khi tự đáy lòng, họ biết rõ những điều đó không phải là sự thật. Những người và những việc xung quanh mình khiến mình thất bại, suy nghĩ đó khiến bạn trở thành nạn nhân bất lực, không thể thay đổi được cuộc sống. Trích Tôi Thì Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế, tác giả Adam Kaur, nhà xuất bản Phụ Nữ, xuất bản năm 2013, trang 43. Sau đó thực hiện các yêu cầu sau. Câu 1, 0,5 điểm, chỉ ra phương thức biểu đạt chính của đoạn trích. Câu 2, 0,5 điểm, theo tác giả, điểm khác nhau cơ bản giữa người thành công và những kẻ thất bại là gì? Câu 3, 1 điểm. Theo anh chị, vì sao tác giả cho rằng những người và những việc xung quanh mình khiến mình thất bại? Suy nghĩ đó khiến bạn trở thành nạn nhân bất lực, không thể thay đổi được cuộc sống. Câu 4, 1 điểm. Anh chị có đồng tình với quan điểm, nhận lãnh trách nhiệm về bản thân có một sức mạnh tiềm ẩn vô cùng to lớn. Vì sao? Tiếp tục là phần 2, làm văn, 7 điểm. Câu 1, 2 điểm. Từ nội dung đoạn trích phần đọc hiểu, hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của anh chị về hậu quả của việc con người không làm chủ cuộc sống của mình. Câu 2, 5 điểm. Cho đoạn thơ sau. Trong anh và em hôm nay đều có một phần đất nước. Khi hai đứa cầm tay, đất nước trong chúng ta hài hòa nồng thắm. Khi chúng ta cầm tay mọi người, đất nước vẹn tròn, to lớn. Mai này con ta lớn lên, con sẽ mang đất nước đi xa, đến những tháng ngày mơ mộng. Em ơi em, đất nước là máu xương của mình, phải biết gắn bó và san sẻ, phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở, làm nên đất nước muôn đời. Trích Đất Nước, ngữ văn 12, tập 1, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm 2016, trang 119-120. Trình bày cảm nhận của anh chị về vẻ đẹp của đoạn thơ trên. Và bây giờ, cô sẽ hướng dẫn các em giải đề ôn tập số 2 với nội dung sau đây. Phần 1. Đọc hiểu 3 điểm. Câu 1. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của đoạn trích. Như vậy, ở câu 1, đề thi tập trung các em nhận biết các phương thức biểu đạt như là tự sự, miêu tả, thuyết minh hay là nghị luận. Và ở đây, đề yêu cầu các em xác định phương thức biểu đạt chính, có nghĩa là các em cần tập trung vào một phương thức biểu đạt cơ bản mà ngữ liệu đề cập đến. Các em bám sát vào ngữ liệu đoạn trích trong đề thi, các em sẽ thấy đây là những ý kiến, những nhận xét, những phân tích của tác giả về hai kiểu người trong cuộc sống, đó là người thành công và người thất bại. Và từ đó các em dễ dàng xác định được phương thức biểu đạt chính của đoạn trích này chính là nghị luận. Câu số 2. Theo tác giả,
điểm khác nhau cơ bản giữa người thành công và những kẻ thất bại là gì? Đối với dạng câu hỏi số 2, theo tác giả, cho nên các em cần tập trung tìm hiểu những ý kiến của tác giả trong đoạn trích, và những ý kiến trong đoạn trích sẽ giúp các em tìm ra được đáp án của câu 2. Và đây chính là đáp án. Người thành công luôn chịu trách nhiệm cho bất cứ chuyện gì xảy ra trong cuộc sống của họ. Những kẻ thất bại bao giờ cũng có khuynh hướng đổ lỗi cho mọi người, ngoại trừ bản thân họ. Tiếp tục là câu số 3. Theo anh chị, vì sao tác giả cho rằng những người và những việc xung quanh mình khiến mình thất bại? Suy nghĩ đó khiến bạn trở thành nạn nhân bất lực, không thể thay đổi được cuộc sống. Rõ ràng chúng ta thấy là trong cuộc sống, nếu mình cứ đổ lỗi cho hoàn cảnh và cho mình là nạn nhân của bất lực, thì dĩ nhiên con người chúng ta đã không thừa nhận được khuyết điểm. Khi không thừa nhận khuyết điểm thì có nghĩa là sẽ không sửa sai, không dám đối diện với chính mình để thay đổi theo chiều hướng tích cực tốt đẹp. Và khi đổ lỗi cho hoàn cảnh thì con người sẽ sống quá phụ thuộc vào những người xung quanh, dẫn đến một lối sống thụ động, ỷ lại và dần đánh mất đi những năng lực tiềm ẩn. Đó là câu số 3. Bây giờ chúng ta chuyển sang câu 4. Anh chị có đồng tình với quan điểm nhận lãnh trách nhiệm về bản thân có một sức mạnh tiềm ẩn vô cùng to lớn, vì sao? Đối với dạng câu hỏi này thì các em có thể đưa ra nhiều cách lý giải. Các em có thể đồng tình hoặc không đồng tình, hoặc đồng tình một phần. Nhưng mà cách lý giải của các em phải sử dụng lý lẽ thực sự thuyết phục người đọc thì mới đạt điểm tối đa. Đối với câu số 4 này, trường hợp nếu các em chọn là không đồng tình với quan điểm của tác giả thì có thể đưa ra những lý do sau đây. Khi mà con người phải nhận lãnh trách nhiệm thì dĩ nhiên là họ sẽ luôn luôn đối mặt với những hậu quả đầu tiên, và họ sẽ đối mặt với những khó khăn, những thử thách một cách thường xuyên trong cuộc sống của họ, và phải đối mặt với cả những sự thật nhiều khi là không dễ chịu một chút nào cả. Chính điều này sẽ dẫn tới con người luôn sống trong sự căng thẳng, áp lực do gánh vác của trách nhiệm. Nhưng mà các em sẽ thấy là trong cuộc sống thì khi chúng ta nhận lãnh trách nhiệm thì có nghĩa là chúng ta sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành trong khả năng có thể. Chúng ta sẽ cố gắng phát huy tất cả những gì tốt đẹp mà bản thân chúng ta có để cái phần nhận lãnh trách nhiệm của mình thành công. Cho nên cô nghĩ đối với quan điểm này thì hầu như là chúng ta sẽ chọn cách trả lời đó là đồng tình. Lý do, khi chúng ta nhận lãnh trách nhiệm về mình thì sẽ tạo ra động lực để ta cố gắng khắc phục những khuyết điểm, phát huy những điều tốt đẹp đã đạt được. Và khi nhận lãnh trách nhiệm về bản thân thì nó thể hiện được cái dũng cảm, cái bản lĩnh của con người. Và đây dĩ nhiên là một cái điều kiện tiên quyết đầu tiên để con người có thể thành công trong công việc. Trên đây là phần hướng dẫn của cô về phần 1 đọc hiểu. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ 2, đó là phần làm văn 7 điểm. Trong phần làm văn 7 điểm thì theo cấu trúc đề thi của bộ có 2 câu. Một câu thuộc phạm trù đó là nghị luận xã hội và một câu đó là nghị luận văn học. Bây giờ cô hướng dẫn các em câu thứ nhất, 2 điểm thuộc nghị luận xã hội. Từ nội dung đoạn trích phần đọc hiểu, hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của anh chị về hậu quả của việc con người không làm chủ cuộc sống của mình. Khi các em đọc đề, các em sẽ thấy là đề yêu cầu các em về hình thức đó là phải viết thành một đoạn văn. Các em có thể chọn các phương pháp triển khai đoạn văn như là diễn dịch, quy nạp hay tổng phân hợp, hay là triển khai phương pháp đoạn văn song hành. Nhưng dù các em chọn phương pháp nào thì cũng phải lưu ý đó là phải triển khai dưới hình thức là một đoạn văn khoảng 200 chữ. Thứ hai, các em cần xác định rõ vấn đề cần nghị luận. Đó chính là hậu quả của việc con người không làm chủ cuộc sống của mình. Từ đó, các em triển khai vấn đề nghị luận. Đối với đề này thì có một số gợi ý như sau. Thứ nhất, hậu quả của việc con người không làm chủ cuộc sống của mình đó chính là con người dễ dàng sống theo sự sắp xếp, định hướng của người khác. Họ không được sống cuộc đời của chính mình. Các
Cái thứ hai là khi không làm chủ cuộc sống thì con người sẽ cảm thấy cuộc sống vô cùng tẻ nhạt, vô cùng đơn điệu và họ không tìm ra được cái ý nghĩa, cái niềm vui trong cuộc sống này là gì cả. Và thứ ba, đó là khi không làm chủ cuộc sống thì dĩ nhiên con người sẽ không phát huy được những giá trị, những năng lực tiềm ẩn bên trong của bản thân mình và tất yếu là dẫn tới khó thành công trong công việc. Đối với dạng đề này thì các em cần sử dụng lý lẽ và kể cả những dẫn chứng để bài viết của mình thực sự thuyết phục và thuyết phục được người đọc. Cô lấy ví dụ, trong đề này các em có thể dẫn chứng nhân vật Nick Vujicic. Cô nghĩ rằng nhân vật này nó quá quen thuộc với các bạn trẻ Việt Nam. Một chàng trai sinh ra đã bị dị tật tứ chi, đã bị bạn bè là chê bai và tránh xa, kỳ thị, đã từng bị trầm cảm. Và năm 10 tuổi thì Nick đã có ý định là tự vẫn. Nhưng mà Nick vì thương bố mẹ cho nên là không có cái hành động dạy dục này nữa. Và sau này Nick nhìn cuộc đời một cách lạc quan, bởi Nick quan niệm rằng là mình sinh ra không có tứ chi, không phải đó là lỗi do mình, mà đó là một sự sáng tạo đặc biệt của tạo hóa. Và Nick nhận ra là khuyết tật trên cơ thể không quan trọng bằng một người mà đánh mất đi cái giá trị của bản thân, không làm chủ được cuộc sống của mình. Và Nick đã không ngừng học, không ngừng rèn luyện những kỹ năng cơ bản. Ví dụ như là Nick tập viết bằng ngón chân cái và một ngón chân nhỏ nữa ở bàn chân trái. Rồi Nick tập gõ vi tính bằng gót chân và ngón chân. Rồi Nick học các môn thể thao, kể cả là lướt sóng. Nick quan niệm là nơi nào có ý chí và có những con sóng thì nơi đó sẽ có cách lướt sóng. Và chính điều này đã dẫn tới một anh chàng Nick tự tin thành công trong công việc với 2 bằng tốt nghiệp năm 21 tuổi. Và Nick đã đi hơn 30 quốc gia nói chuyện với rất nhiều các bạn trẻ ở khắp nơi trên thế giới để truyền nghị lực sống, truyền nghị lực của một con người luôn làm chủ bản thân, làm chủ cuộc sống của mình. Và bây giờ là Nick đã rất thành công trong công việc khi là người sáng lập ra tổ chức phi lợi nhuận với tên gọi đó là Cuộc Sống Không Tay Chân. Và Nick đã có một gia đình rất hạnh phúc với người vợ xinh đẹp và 2 đứa con trai kháu khỉnh. Như vậy ở đây khi các em đưa ra dẫn chứng về Nick có nghĩa là các em khẳng định khi con người làm chủ cuộc sống thì con người có thể thực hiện được ước mơ, hoài bão của mình và cần tránh xa cái lối sống không làm chủ bản thân, bởi vì khi không làm chủ bản thân thì sẽ dẫn tới những hậu quả không thể lường trước được. Và dĩ nhiên là cuộc sống của mình sẽ rất là buồn tẻ và sẽ rất là bi quan. Đối với câu nghị luận xã hội này thì trong quá trình làm các em cần lưu ý đó là về phần sáng tạo phải có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ vấn đề cần nghị luận. Và một yêu cầu nữa đó là về chính tả, dùng từ, đặt câu là cần phải đảm bảo các quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu của tiếng Việt thì các em sẽ đạt được điểm tối đa của câu 1 này là 2 điểm. Bây giờ cô sẽ chuyển sang câu số 2, nghị luận văn học 5 điểm. Đó là trình bày cảm nhận của anh chị về vẻ đẹp của đoạn thơ trong đoạn trích Đất nước của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Đối với câu nghị luận văn học này thì cấu trúc một bài văn nghị luận sẽ có 3 phần. Đó là mở bài, giới thiệu được vấn đề, thân bài, triển khai được vấn đề và kết bài, đó là khái quát lại được vấn đề. Và yêu cầu các em xác định đúng vấn đề cần nghị luận ở đây chính là cảm nhận về vẻ đẹp của đoạn thơ. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần triển khai các vấn đề. Thứ nhất, đó là giới thiệu ngắn gọn về tác giả, tác phẩm và đoạn trích. Đối với đề này, các em cần chú ý về tác giả Nguyễn Khoa Điềm như sau. Nguyễn Khoa Điềm thuộc thế hệ các nhà thơ trưởng thành trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thơ ông có sự hấp dẫn người đọc bởi cảm xúc nồng nàn và tư duy sâu lắng của người tri thức về đất nước và con người Việt Nam. Nguyễn Khoa Điềm thành công ở trường ca Mặt đường khát vọng. Tác phẩm được viết năm 1971 tại chiến khu Bình Trị Thiên trong những ngày khói lửa. Tác phẩm nhằm thức tỉnh lòng tự hào dân tộc và tinh thần yêu nước của thế hệ trẻ trong vùng tạm chiến.
và đoạn trích thuộc chương 5 của trường ca Mặt đường khát vọng và được xem là một đoạn thơ hay về đề tài đất nước trong thơ hiện đại. Sau khi chúng ta thực hiện giới thiệu ngắn gọn về tác giả tác phẩm đoạn trích thì cô sẽ giúp các em tham khảo một mở bài minh họa như sau. Nguyễn Khoa Điềm thuộc thế hệ các nhà thơ trưởng thành trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thơ ông hấp dẫn bởi sự kết hợp giữa cảm xúc nồng nàn và tư duy sâu lắng của người trí thức về đất nước và con người Việt Nam. Một trong những tác phẩm nổi bật của Nguyễn Khoa Điềm chính là Trường ca Mặt đường khát vọng. Tác phẩm này được viết năm 1971 tại chiến khu Bình Trị Thiên trong những ngày khói lửa, nhằm thức tỉnh lòng tự hào dân tộc và tinh thần yêu nước của thế hệ trẻ trong vùng tạm chiếm, đồng thời thể hiện những cảm nhận mới mẻ của Nguyễn Khoa Điềm về đất nước. Đoạn trích sau đây sẽ cho chúng ta thấy rõ được điều đó. Và các em trích lược đoạn thơ vào trong bài làm. Thì nếu các em làm trọn vẹn những ý này, các em sẽ được điểm tối đa, đó là 0,5 trên 5 điểm câu nghị luận văn học. Sau khi hoàn thành phần mở bài, thì chúng ta sẽ đi vào phần nội dung chính, đó là cảm nhận đoạn thơ. Các em cần nhớ lại kỹ năng phân tích một đoạn thơ, thì cần có một cái bước cơ bản, đó là khái quát vị trí của đoạn trích. Đoạn thơ này nằm trong đoạn trích đất nước, và chính bản thân nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm cũng tâm sự rằng trong Trường ca Mặt đường khát vọng thì chương 5 là chương ông tâm đắc nhất và được chọn giảng dạy trong nhà trường phổ thông theo ông là rất hợp lý. Ông viết chương 5 rất là nhanh và trong một cái hoàn cảnh lịch sử khốc liệt khi mà Mỹ rải bom B-52 dữ dội trên chiến trường Bình Trị Thiên và có những lúc là bom rơi làm bản thảo bay tung tóe thì ông lại nhặt nhạnh và lại cấm cuối viết. Ông viết trong cái sự hứng khởi, sự say mê, viết về sự thật của ông, của bạn bè ông nơi đô thị vùng tạm chiếm. Cho nên giọng thơ của chương 5, thủ thỉ, tâm tình, và đó là lời tâm sự của nhân vật anh đối với nhân vật em. Và đất nước được nhìn nhận theo Nguyễn Khoa Điềm, đó không phải là những vị anh hùng hay là những huyền thoại, mà là những con người rất giản dị, bình tâm, không ai nhớ mặt đặt tên, nhưng họ đã làm nên đất nước. Và đất nước được nhìn nhận ở rất nhiều phương diện, như là văn hóa, phong tục tập quán, phương diện địa lý. Và ở góc độ nào, chúng ta cũng nhìn thấy cách cảm nhận mới mẻ của Nguyễn Khoa Điềm về đất nước. Và sau khi mà các em khái quát nội dung cơ bản của đoạn trích đất nước, thì chúng ta sẽ tiến hành đi vào phân tích phần trọng tâm đoạn trích mà đề yêu cầu, gồm những ý như sau về nội dung. Nhà thơ đã phát hiện ra một chân lý giản dị mà sâu sắc, đó là đất nước có trong mỗi con người chúng ta. Cụ thể, sự gắn kết giữa cá nhân với cá nhân, giữa anh và em, tình yêu riêng tư, phần nào mang trong đó vẻ đẹp hài hòa, nồng thắm của tình yêu đất nước. Khi hai đứa cầm tay, đất nước trong chúng ta hài hòa nồng thắm. Và sự gắn kết giữa cá nhân với cộng đồng, gia đình và xã hội, cái riêng của tình yêu đôi lứa gắn bó với cái chung đã làm nên đất nước vẹn tròn, to lớn. Khi hai đứa cầm tay mọi người, đất nước vẹn tròn, to lớn. Và đất nước tồn tại trong mỗi con người chúng ta một cách rất là giản dị, một cách đời thường. Nhà thơ khẳng định, chính vì thế chúng ta cần có trách nhiệm với đất nước, đồng thời là trách nhiệm với chính bản thân mình. Em ơi em, đất nước là máu xương của mình, phải biết gắn bó và san sẻ, phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở, làm nên đất nước muôn đời. Đó là phần các em phân tích nội dung của đoạn trích và các em cần tiến hành khái quát những nghệ thuật cơ bản của đoạn trích như sau. Đoạn trích sử dụng hiệu quả thể thơ tự do, mang âm hưởng tha thiết, giọng điệu thủ thỉ, tâm tình. Đoạn trích có sự kết hợp hài hòa giữa chất trữ tình và chính luận. Từ đất nước được viết hoa rất là trang trọng, lặp đi lặp lại thường xuyên, tạo thành một cái mạch cảm xúc chủ đạo cho đoạn trích. Như vậy cô vừa hướng dẫn các em phân tích cảm nhận về đoạn thơ và chúng ta tiếp tục một ý lớn nữa, đó chính là phần đánh giá chung. Ở phần đánh giá chung, chúng ta khái quát hai vấn đề. Một là nội dung. Đoạn trích ngợi ca đất nước, khơi dậy tinh thần tự hào, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với đất nước. Về phần nghệ thuật, các em cần khái quát lại
cái cách cảm nhận, lý giải của Nguyễn Khoa Điềm về đất nước rất là sáng tạo, mới mẻ. Đất nước của nhân dân, đất nước của ca dao thần thoại, đất nước của những con người bình dị, những con người vô danh, nhưng tất cả đều hướng tới trong việc xây dựng một đất nước vẹn tròn và to lớn. Và thứ hai là các em cần khái quát được phong cách trữ tình chính luận đặc sắc của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Từ phần triển khai vấn đề, để bài làm đạt điểm tối đa, các em cần chú ý sự sáng tạo khi thể hiện văn bản. Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận. Và bước tiếp theo là các em cần chú ý đến chính tả dùng từ, đặt câu. Phải đảm bảo các quy tắc chính tả dùng từ đặt câu để bài viết của mình đạt điểm cao nhất. Cô vừa hướng dẫn các em xong câu nghị luận văn học 5 điểm trong đề thi. Và phần hướng dẫn của cô cũng đã kết thúc phần hướng dẫn giải đề ôn tập số 2. Cô mong rằng trong cái giai đoạn nước rút này, các em sẽ tích cực giải đề để ôn luyện lại kiến thức cũng như nâng cao kỹ năng để hướng tới một kỳ thi tốt nghiệp đạt điểm cao trong môn ngữ văn. Cảm ơn các em đã theo dõi và xin chào, hẹn gặp lại.